Chúa khiến lối sống còn đổi mới, Chúa đã đến ban bình an. Bởi vì chính Chúa khiến lối sống còn đổi mới, Chúa đã đến đem niềm vui. Ngài là tất cả, Giêsu của con sẽ tuyên xưng. Ôi vua của con, bởi vì chính Chúa khiến lối sống còn đổi thay, Chúa đã đến đem tình yêu. Ngài ban cho con tin với cuộc đời, Ngài ban Thánh Linh, Chúa nắm tay con, Ngài nâng đứa con với Ngài cùng đi. Đến với thế gian, Ngài ban cho con tin với cuộc đời, Ngài ban Thánh Linh, Chúa nắm tay con, Ngài nâng đứa con. Chúa khiến lối sống còn đổi mới, Chúa đã đến ban bình an. Bởi vì chính Chúa khiến lối sống còn đổi mới, Chúa đã đến đem niềm vui. Ngài là tất cả, Giêsu của con sẽ tuyên xưng. Ôi vua của con, bởi vì chính Chúa khiến lối sống còn đổi thay, Chúa đã đến đem tình yêu. Ngài ban cho con tin với cuộc đời, Ngài ban Thánh Linh, Chúa nắm tay con, Ngài nâng đứa con với Ngài cùng đi. Đến với thế gian, Ngài ban cho con tin với cuộc đời, Ngài ban Thánh Linh, Chúa nắm tay con, Ngài nâng đứa con. Thank you.
Bỏ ngài con biết theo ai, đời lộng gió cánh chim ngàn khơi, trùng dương sông nước mênh mông, thuyền buông lái biết trôi về đâu. Bỏ ngài con biết theo ai, bên đời kia tương lai khuất mơ, bước đi không ngày đời con buồn tênh. Bỏ ngài con đi với ai, vì ngài có lời ban sự sống. Bỏ ngài thân con héo hon, đời cô liêu trên chốn dương gian. Bỏ ngài con đi với ai, đường xa lắc tương lai mịt mờ, nào ai dẫn con trên đường dài. Bỏ ngài con đi với ai, ngài ơi sao bỏ rơi con, để sâu héo tháng năm ngẩn ngơ. Ngoài kia đời vẫn xanh mơ, mà con chết hắt hiu hồn thơ. Ngài ơi sao bỏ rơi con, hỡi ngài ơi thân con máu đau, chết treo thập hình, nào ai ngài con đi với ai, vì ngài có lời ban sự sống. Bỏ ngài thân con héo hon, đời cô liêu trên chốn dương gian. Bỏ ngài con đi với ai, đường xa lắc tương lai mịt mờ, nào ai dẫn con trên đường dài. Bỏ ngài con đi con vẫn tin luôn, ngài trung tín rất mực từ nhân. Nào đâu ngài nỡ quên con, hằng đưa lối dẫn theo đường ngày. Lạy ngài dạy bảo con đi, giữ gìn con trong chân lý ngài. Bước đi theo ngài, đời con bình an. Bỏ ngài con đi với ai, vì ngài có lời ban sự sống. Bỏ ngài thân con héo hon, đời cô liêu trên chốn dương gian. Bỏ ngài con đi với ai, đường xa lắc tương lai mịt mờ, nào ai dẫn con trên đường dài. Bỏ ngài con đi với ai, bỏ ngài con đi với ai, đường xa lắc tương lai mịt mờ, nào ai dẫn con trên đường dài. Bỏ ngài con đi với ai.
người ta dẫn trẻ em đến với Đức Giêsu để người đặt tay trên chúng, nhưng các môn đệ la dầy chúng. Thấy vậy, người bực mình nói với các ông: cứ để trẻ em đến với thầy, đừng ngăn cấm chúng, vì nước Thiên Chúa là của những ai giống như chúng. Thầy bảo thật anh em, ai không đón nhận nước Thiên Chúa với tâm hồn một trẻ em thì sẽ chẳng được vào. Rồi người ôm lấy các trẻ em và đặt tay chúc lành cho chúng. Anh chị em thân mến, hôm nay thứ bảy sau Chủ nhật thứ bảy thường niên, tin mừng hôm nay cho chúng ta thấy về một nỗ lực của các tông đồ có vẻ như là thiện chí, nhưng đó lại là một sai lầm khi các ông cố gắng bảo vệ Chúa Giêsu khỏi đám đông đang tụ tập. Và các ông nghĩ rằng mình đã làm điều đúng khi cố gắng ngăn cản các trẻ em đến với Chúa Giêsu. Nhưng các ông đã lầm, và Chúa Giêsu đã điều chỉnh các ông rằng cứ để trẻ em đến với Thầy, đừng ngăn cấm chúng, vì nước Thiên Chúa là của những ai giống như chúng. Và Chúa Giêsu còn giải thích thêm rằng ai không đón nhận nước Thiên Chúa với tâm hồn trẻ em thì chẳng được vào. Như vậy Chúa Giêsu đã chỉ vào những trẻ em như là một mẫu gương về đức tin mà Ngài muốn tất cả chúng ta phải có. Đó là một đức tin không tính toán, không thủ thân, và là một đức tin không chút nghi ngờ. Và kinh nghiệm cho chúng ta thấy niềm tin của người lớn thì thường có chút tính toán, thường có nghi ngờ trong đó. Trong khi đức tin của một đứa trẻ thì hoàn toàn tự do. Và trong tương quan giữa người lớn với nhau, chúng ta cũng kinh nghiệm về những tổn thương mà người ta gây ra cho nhau. Cho đó, người ta dễ đánh mất niềm tin vào nhau. Còn nơi những đứa trẻ thì niềm tin không bị chi phối bởi những tổn thương, mà là một niềm tin hoàn toàn tin cậy, hoàn toàn tín thác. Cho đó thưa anh chị em, có nhiều điều xảy đến trong cuộc sống của chúng ta làm cho chúng ta đánh mất niềm tin vào Thiên Chúa như một trẻ thơ, mà chúng ta chỉ có một niềm tin tính toán thủ thân. Nhiều khi chúng ta thấy mình bị bỏ rơi hay là bị rơi vào tình trạng thất vọng, và chúng ta cảm thấy niềm tin của chúng ta bị chao đảo. Hôm nay chúng ta được mời gọi nhìn lại đời sống đức tin của chúng ta. Điều gì đang kìm hãm niềm tin của chúng ta vào Thiên Chúa? Và chúng ta được mời gọi chạy đến với Chúa bằng đời sống cầu nguyện và không ngừng tìm kiếm Chúa, siêng năng lãnh nhận các bí tích, thì chúng ta sẽ có một mối tương quan tốt với Chúa. Chúng ta sẽ có một niềm tin trưởng thành hơn, và nên giống niềm tin như một trẻ thơ, là hoàn toàn tin tưởng và phó thác vào Thiên Chúa. Amen. Đến với lòng Chúa xót thương, con tìm đường chốn tựa nương. Đến với lòng Chúa xót thương, con hết lo âu bận vương. Tin tưởng vào lòng Chúa xót thương, có Ngài yên nguyện con coi thường. Phó thác vào lòng Chúa xót thương, có cả một mùa xuân thiên đường. Xót Chúa, bốn mùa Chúa đó hồng ân, cho con sự cần thiết anh, dìu con về nguồn hạnh phúc. Đến với lòng thương xót Chúa, ân tình tràn chứa đầy vơi, xin dâng ngàn lời ngợi ca, lòng thương xót Chúa bao lần. Xót thương, con nhận nguồn suối tình thương. Đến với lòng Chúa xót thương, không chút tơ vương tội lỗi. Tin tưởng vào lòng Chúa xót thương, mong Ngài rửa hết muôn tội đời. Có thác vào lòng Chúa xót thương, con được Ngài dìu bước lên trời. Xót Chúa, bốn mùa Chúa đó hồng ân, cho con giữ thân tiếng anh, dìu con về nguồn hạnh.
Người ơi, nào mau tới thờ lạy Chúa.
dâng, quỳ dâng lòng tôn kính, tôn kính Chúa trên cao, trên cao. Linh thiêng ngôi phút giây giờ đây khi đoàn con được chìm ngắm nhàn thánh Chúa chi nhân quyền uy. Mau tới, thờ lạy Chúa, đồng thanh hợp chung tiếng hát ca khen. Cảm mến ơn Chúa ban tràn lan cho trần gian, mình mau thánh nên nguồn sống tuôn ngày đêm. Mình mau thánh nên nguồn sống. Vai nào đủ rộng không anh, để em tựa những đêm đông lạnh. Có bờ vai nào đủ rộng không, để em thổn thức khi thất vọng, để em thỏa lòng những nỗi sâu mong. Có bờ vai nào đủ rộng không anh, để em gợi giấc mộng lành. Có bờ vai nào thật dịu êm, để em gợi lúc tim tê dại, để không ngần ngại níu lấy bờ vai. Bờ vai Giê-xu, bờ vai yêu thương, bờ vai cho ai mệt nhoài, khi lòng tê tái hay khi thất bại, nương những lúc sâu vương. Bờ vai Giê-xu, bờ vai yêu thương, bờ vai cho ai đoạn trường, ai người lạc hương mang bao nỗi phiền. Bờ vai Giê-xu là chốn bình yên. Có bờ vai nào đủ rộng không anh, để em tựa những khi muộn phiền. Có bờ vai nào đủ rộng không, để em cười nhé khi đắng lòng, để em mỉm cười những lúc sầu đau. Có bờ vai nào rộng không anh, để em mượn suốt bao canh dài. Có bờ vai nào thật bình yên, để bao sầu đắng tan biến dần, để em một lần xiết lấy bờ vai. Bờ vai Giê-xu, bờ vai yêu thương, bờ vai cho ai mệt nhoài, khi lòng tê tái hay khi thất bại, tựa nương những lúc sầu vương. Giê-xu, bờ vai yêu thương, bờ vai cho ai đoạn trường, ai người lạc hương mang bao lễ phiền. Bờ vai Giê-xu là chốn bình yên. Bờ vai Giê-xu, bờ vai yêu thương, bờ vai cho ai mệt nhoài, khi lòng tê tái hay khi thất bại, tựa nương những lúc sầu thương. Bờ vai Giê-xu, bờ vai yêu thương, bờ vai cho ai đón trường, ai người lạc hương mang bao lễ phiền. Bờ vai Giê-xu là chốn bình yên. Bờ vai Giê-xu là chốn bình yên.
này đây, xin chúng ta hãy lắng đọng tâm hồn, hãy hướng trọn về Chúa với tất cả tâm tình yêu mến hiến dâng. Nguyện xin Chúa Thánh Thần hãy ngự vào lòng chúng con. Xin Ngài đến để đổi mới tâm hồn, trái tim, thân xác. Xin biến đổi chúng con thành đền thờ thật tốt đẹp cho Chúa Ba Ngôi ngự trị. Lạy Chúa, chúng con cần đến Chúa, chúng con khao khát Chúa, lòng chúng con dạt dào tình yêu Chúa. Xin cho lửa yêu mến Chúa luôn bừng cháy trong tim, để chúng con hoàn toàn thuộc về Chúa, bây giờ và mãi mãi. Amen. Hallelujah.
Chúa. Lạy Chúa thánh thần, xin Ngài mau đến, đến với chúng con. Lạy Chúa thánh thần, xin Ngài mau đến, đến trong hồn con, đến trong tim con, đến trong đời con. Ngài là thần khí xuất từ nơi Cha, Ngài là Thiên Chúa chính là ngôi Ba, Ngài đường sai đến, đến loan tin vui. Chúa yêu thương ta, Chúa chết vì ta. Lạy Chúa thánh thần, xin Ngài mau đến, đến với chúng con. Lạy Chúa thánh thần, xin Ngài mau đến, đến với chúng con. Lạy Chúa thánh thần, xin Ngài mau đến, đến trong hồn con, đến trong tim con, đến trong đời con. Ngài là cột sáng chiếu rọi đêm đen, Ngài là vầng mây giữa ngày nóng cháy, Ngài là suối mát tưới nơi khô khan, úi an tâm can đến đêm bên nàng. Lạy Chúa thánh thần, xin Ngài mau đến, đến với chúng con. Lạy Chúa thánh thần, xin Ngài mau đến, đến với chúng con. Lạy Chúa thánh thần, xin Ngài mau đến, đến trong hồn con, đến trong tim con, đến trong đời con. Ngài là quý thánh, quý đức cha ban, Ngài là sự sống cứu độ sinh linh, Ngài là lửa nóng đốt lên yêu thương, sáng lên hân hoan thắp lên bình an. Lạy Chúa thánh thần, xin Ngài mau đến, đến với chúng con. Lạy Chúa thánh thần, xin Ngài mau đến, đến với chúng con. Lạy Chúa thánh thần, xin Ngài mau đến, đến trong hồn con, đến trong tim con, đến trong đời con. Ngài là thần khí bay là trên không, vào thời hoang sơ tác tạo thế giới. Ngài đường sai đến, tái sinh nên ta, chữa nên con cha, sống trong nhà cha. Lạy Chúa thánh thần, xin Ngài mau đến, đến với chúng con. Lạy Chúa thánh thần, xin Ngài mau đến, đến với chúng con. Lạy Chúa thánh thần, xin Ngài mau đến, đến trong hồn con, đến trong tim con, đến trong đời con. Nếu Ngài bảo gì
hãy làm theo. Nước kia nên rượu thơm nồng, ngất say trong tiệc cưới tưng bừng. Lời mẹ dạy dỗ mãi khắc ghi, nguyện mẹ dìu dắt mỗi bước đi. Thiên lý xa vời, mẹ ơi hãy luôn phù trì. Con sẽ làm ngay. Nếu ngài bảo gì, con hãy làm theo. Bước đi rao giảng tin mừng, vui an bao kẻ ôm cùng. Kìa đàn chiên chúa sống bơ vơ, thằng mong mục tử đến chăm lo, đưa dẫn chiên lạc về tới bên mơ đợi chờ. Lắng nghe tiếng mẹ bảo gì con sẽ làm.